Sáng nay 10 tháng 8, ông Lê Thanh Thản, còn gọi là Đại gia Điếu Cày, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemis cùng các bị cáo hầu tòa liên quan tới dự án CT6 Kiến Hưng do đã vi phạm về xây dựng. Theo ghi nhận, khoảng 7 giờ cùng ngày, hàng trăm cư dân tại dự án CT6 tới dự phiên tòa theo giấy triệu tập. Anh Phạm Ngọc Quyền, cư dân sống tại tòa CT6C cho biết, nguyện vọng của anh và đa số người dân là được cấp sổ đỏ để ổn định cuộc sống. Nếu không thể cấp thì phải bồi thường số tiền thỏa đáng để gia đình có thể mua được căn chung cư tương đương ở vị trí thích hợp. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, nhưng từ tháng 10 năm 2010, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Đến tháng 11 năm 2022, công trình hoàn thành, từ tháng 1 2013, bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Kết quả điều tra xác định ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, tức là sổ đỏ, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng, cũng chính là số tiền gây thiệt hại. Cùng bị đưa ra xét xử còn có bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và hai cựu phó chủ tịch là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Nguyễn Văn Nam, cựu chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Vương Đăng Quân, cựu phó chánh thanh tra và Mai Quang Bài, cựu cán bộ thanh tra bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.